cái vườn nhà mình nó không có bằng phẳng, nó lên dốc vậy nè. Người ta cắt thì người ta đẩy lên, còn mình đẩy lên không nổi, mình kéo trên mình tuột xuống. Đó, cắt được tí xíu rồi nè. Bữa kia sợi dây điện không có biết cầm nên cắt luôn sợi dây điện. Bữa nay biết cầm mà quấn lại rồi. Ơi, vườn rộng, công việc nhiều. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình cắt cỏ ở vườn đằng trước. Cỏ nay nó cũng cao rồi nè. Mình cắt cho nó sạch sẽ để bông hoa nó nở lên cho đẹp. Cái máy cắt cỏ này nó to quá, nó nặng, cho nên mình phải gỡ cái thùng này ra. Tại có cái cỏ vô, cái thùng nó nặng lắm, mình cắt không nổi. Có ông xã chủ nhà, ông để cái thùng luôn, cắt đầy thùng, ông đi đổ. Còn giờ mình cắt bằng cái máy này không. Rồi lát nữa mình cào, rồi mình chuẩn bị mình cắt nha. Thank you.
cái vườn nhà mình nó không có bằng phẳng, nó lên dốc vậy nè. Người ta cắt thì người ta đẩy lên, còn mình đẩy lên không nổi, mình kéo trên mình tuột xuống. Đó, cắt được tí xíu rồi nè. Bữa kia sợi dây điện không có biết cầm nên cắt luôn sợi dây điện. Bữa nay biết cầm mà quấn lại rồi. Ơi vườn rộng, công việc nhiều. Đây là cái dốc cái trước cửa nhà mà nó dốc cao, mình cắt mình lôi cái máy lên, nó có bánh xe mà nó cứ tuột lên tuột xuống. Okay.
làm bông nha. Cắt lên là gãy bông. Cái góc gì mà nó lên cao. Chắc mình lấy cái máy cắt điện nhỏ. Cắt bằng cái máy nhỏ nè, nó dễ cắt hơn. Thank you.
làm tí, cắt cỏ tiếp. Hoa màu cam nay nở dữ. Mình đang để gắn cái máy, cái hệ thống tự động nước nó phun ra, tưới cho cây nó mát, nó nóng quá. Việt Nam thì càng nắng thì thiếu nước, còn đây trời nắng thì dư nước. Tại vì nước tiết ở trên núi nó tan, nó chảy xuống. Này mình cũng gắn hệ thống nước từ trên núi nè, mát lắm luôn. Nãy giờ mình cắt được gần xong rồi đó, còn khúc trên đây nữa. Rồi lát cào, cỏ trên đây thì dễ cắt, mà để nó lên dốc. Nãy cắt cái máy kia nặng quá, lấy cái máy điện nhỏ này cắt. Cắt xung quanh hoa nó bồi ra đẹp. Vườn rộng là thôi đủ thứ việc. Cắt cỏ xong hướng này đi, nó lại tới với cái vườn dưới. Vườn dưới thì dễ rồi, nó đường thẳng, mình đẩy bánh xe nó chạy. Còn đây nó dốc cao, đẩy không nổi, mình lôi lên thôi. Còn đi vô trong nhà thờ nữa, mang hoa này vô nhà thờ. Nó trời hoa riêng, hoa riêng nãy nở rộ luôn. Có cái hoa màu hồng này đẹp lắm, tên gì. Giờ tới cái vườn dưới khu này chưa cắt cỏ được. Mùa hè này cứ cứt cắt cỏ liên tục đó. Chỗ này bữa cắt rồi, nay nó lú lên nữa, nó nhanh lắm. Rồi cái xe đó đẩy thì cũng nhẹ, nó đẩy bằng đẩy. Nguyên ngày thứ bảy ăn hết bãi cỏ này, cắt xong rồi nè, cào ba đống thì còn hớp nữa là xong. Cắt xong cho sạch, nhìn cho nó sạch sẽ. Cho hoa sắp nở. Trắng, tím, trắng, hồng, hồng tạm, hồng lợt. Hoa ly này nở hết rồi. Chậu hoa hồng rất nở. Mình chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye. Mua chậu vàng, chậu trắng. Chậu vàng nó nở.
giống chưa nổi, chưa nổi.